Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của kỳ hậu vệ Ngô Lan Hương. Mời bạn xem trận đầu tiên, Ngô Lan Hương gặp Nguyễn Thanh Khiết. Trận này thì Ngô Lan Hương cầm đỏ đầu tiên, còn Nguyễn Thanh Khiết cầm đen đấu hậu, trận đấu rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
将军。Tốt 7 tấn 1. Trên đây thì Nguyễn Thanh Khiết buông cờ nhận thua. Mà bạn xem trận tiếp theo, Ngô Lan Hương cầm đen đấu hậu gặp cao thủ của Singapore cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thích.将军。
Pháo 9 bình 4. Nó tiếp theo sẽ là mã 5 tấn 4 sát cục. Trên đây thì cao thủ Singapore đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.